Kể từ khi thảm họa kép động đất và sóng thần ập vào miền Đông Bắc của Nhật Bản vào hồi tháng 3 năm 2011, thì khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã không khác gì một vùng đất chết. Một vùng đất chết và rất nhiều người không dám ở lại đây, song vẫn có những tình nguyện viên sẵn sàng ở lại để đóng góp một phần công sức hồi sinh mảnh đất này. Và sự khắc nghiệt khi phải làm việc trong một môi trường độc hại đã thôi thúc một công nhân đam mê truyện tranh vẽ lại những gì anh đã tận mắt chứng kiến tại nhà máy Fukushima. Những trang truyện tranh này có thể nói lên mọi diễn biến cũng như sinh hoạt hàng ngày diễn ra tại nhà máy bị động đất và sóng thần phá hủy. Đó là tâm huyết của người công nhân 21 tuổi Kazuto Tatsuta. Anh muốn thông qua cuốn truyện tranh có tên ETF để đem đến cho mọi người một cái nhìn toàn diện về nơi anh và nhiều người khác đang làm việc. Tôi không thêm thắt bất cứ chi tiết phiêu lưu hay hồi hộp nào vào trong tác phẩm. Tất cả những gì tôi vẽ lại đều là những việc diễn ra hàng ngày. Ngay cả khi nói về cuộc sống của bản thân tôi, một công nhân bình thường, tôi cũng cảm thấy rất thú vị. Sau thảm họa Fukushima, thảm họa Fukushima Kazuko Tatsuta muốn làm một cái gì đó để giúp đất nước. Vì thế, anh đã đăng ký làm việc cho một nhà thầu phụ của TEPCO. Chỉ trong vòng 6 tháng, Kazuto đã bị nhiễm xạ vượt quá mức cho phép đối với một người trong vòng một năm. Có một sự khác biệt rất lớn giữa những gì xảy ra ở đây với những gì người ta nói. Tôi không làm việc này vì tiền, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng mình đang làm tổn hại đến ai khi vẽ ra những thứ mà mình tận mắt được chứng kiến quận nakano ở thủ đô tokyo là một thiên đường dành cho những người yêu truyện tranh và tại đó có hẳn một quầy dành riêng cho tập truyện tranh về fukushima một trong số các tác phẩm đó đã gây ra một cuộc tranh luận nảy lửa bởi đã hơn ba năm kể từ ngày xảy ra thảm họa đây vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm Cuốn truyện tranh về Fukushima của Kazuto rất thú vị, dù tác giả chỉ miêu tả chân thực những gì anh ta đã thấy. Tôi không phán xét mọi người nghĩ gì về năng lượng hạt nhân, nhưng cho dù bạn phản đối nó, bạn vẫn thấy cuốn truyện tranh này rất thú vị. Cho đến nay, ETF đã được in thành 150.000 bản và bán rất chạy trên thị trường. Kazuto Tatsuta cho biết anh vẫn còn nhiều câu chuyện chưa kể để sẵn sàng cho các phần tiếp theo nhưng sau tất cả người công nhân này chỉ có một lựa chọn duy nhất là trở về với nhà máy điện hạt nhân đã biến dạng vì thảm họa thiên nhiên